Tập 34. Chắc mọi người đều biết, mấy hôm nay tôi được bế lên hot search không tốn tiền. Dù ai chi tiền cho tôi, thì ở đây tôi cũng xin cảm ơn người đó. Chính vì có người tốt bụng này mới làm tôi bỗng chốc lại được quan tâm dữ dội. Sau khi dần rút khỏi giới blogger, cho tôi có cơ hội đứng tại đây để mọi người có kiên nhẫn và sự tò mò nghe tôi kể chuyện về việc bán đấu giá tặng khu bảo tồn. Đây là một chuyện rất có ý nghĩa. Cho nên dù dùng cách gì để mọi người chú ý, tôi đều rất vui. Không biết xấu hổ. Chưa lên sân khấu đã đi rồi hay sao? Còn lên sân khấu làm đèn cho cô ta nữa sao? Quang nói sao với Triệu tổng đã sắp xếp xong hết hot search rồi. Tôi sẽ giải thích với anh ta. Lâm Thanh Huyền từng nói, tuy chúng ta sống trên nhân thế, nhưng đừng bao giờ mất đi trái tim muốn vút bay. Đừng quên dáng vẻ bay lượn. Nhưng ở những nơi nhiều loài chim hoang dã vốn nên được tự do chao liệng trên bầu trời, là vì những lý do như săn bắt trái phép và đất trũng thoái quá mà mất đi tự do, thậm chí là tính mạng. Cho nên hôm nay tôi muốn mượn cơ hội này, mượn sức của mọi người để thêm nhiều người biết đến. Trên trái đất có những đàn chim như vậy đáng để cho chúng ta tôn trọng, quan tâm và bảo vệ. Nói hay lắm. Tôi thấy ở đây có rất nhiều đại diện của các nhãn hàng đã có hứng thú mãnh liệt với vật phẩm đấu giá của khu bảo tồn rồi. Nào, mọi người cùng giơ bảng đi, để tôi xem có những ai. Được, tập đoàn Giảng Đào số 18 có hứng thú với vật phẩm đấu giá của cô Ngô. Chúc mừng cô Ngô. Chúc mừng cô Mỹ Nhân. Đồng thời chúng ta cũng mời đại diện nhãn hàng lên sân khấu, vỗ tay chào mừng. Gì cơ, Giảng Đào? Sao có thể? Lúc đó tôi mời Giảng Đào, rõ ràng bên PA đã nói anh ấy có quỹ từ thiện riêng, chỉ để mặt đi dự, không có tham gia đấu giá mà. Sao lại tới nơi thế này? Chống lưng cho em. Sao anh nói tới là tới được ngay? Có phải là chứng thực cho Giảng Đào hay không? Bản lĩnh thật đó. Không dám nhận. Được, chúng ta mời anh Trang nói vài câu với chúng ta. Cảm ơn cô Ngô dũng cảm chia sẻ mối quan tâm về môi trường sinh thái. Trên trái đất này, con người trước giờ không nên ngự trị trên những loài sinh vật khác. Tôn trọng sinh mạng khác là tôn trọng chính mình. Nói hay lắm. Đồng thời, thái độ can đảm đối mặt với bản thân chân thật của cô Ngô vừa hay rất phù hợp với giá trị quan của Giảng Đào. Nếu như cô Ngô có thể làm người đại diện Giảng Hàng, sẽ là vinh dự cho Giảng Đào. Không biết cô Ngô bằng lòng hay không? Anh là người chứng thực thôi mà, đừng nói linh tinh. Tiểu Trang tổng của tập đoàn Giảng Đào đã mở lời, cô Ngô cũng nói vài câu đi. Tiểu Trang tổng, không ăn kẹo que hay sao? Vậy đưa chị ăn cho. Anh à, cả đời này em không muốn ăn nữa. Chị ăn kẹo không? Cái này là kẹo Giảng Đào, chị cũng hay mua lắm. Nó thua thì ăn món này. Em là học sinh tiểu học, chắc không có tiền tiêu vặt mấy. Đừng tiêu xài cho chị, để tiền mua mô hình đi. Chị à, chị không cần lo chuyện này đâu. Tiền tiêu vặt của em thì... Đây là đồ lần trước cô tiện tay tặng em. Nếu là thật, chắc là rất đắt.
em nghĩ rằng trả lại cho cô thì hơn. Chị Mỹ Nhân nãy trên sân khấu chị nói hay quá. Không hổ là chị, slay lắm luôn đó. Tiểu Trang tổng đến rồi, chúng tôi không làm phiền nữa. Bye bye, đi trước nha. Bye bye. Đừng nghĩ nữa. Quá thạch là tôi tự mua đấy. Sao anh biết em đang nghĩ chuyện này? Vậy giờ là mua tiếp gì chứ? Điềm Điềm mà coi chắc phải thốt lên quê quá. Không lẽ ba mẹ anh tự nhiên xuất hiện, đếm cho em 10 triệu bắt em rời xa anh? Nói như vậy là em đồng ý hẹn hò với anh rồi hay sao? Anh đó, con người của anh, sao mới khoác lên thân phận cậu ấm nhà giàu lại lương lẹo như vậy chứ? Anh làm ra chuyện thế này, ba mẹ của anh biết không? Ba mẹ bận rộn, không để ý tới con trai. Lâu rồi không gặp, vừa gặp đã đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Ba mẹ sẽ chớp cơ hội bắt anh về thừa kế gia sản đó. Mẹ, con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp. Cuối cùng con cũng mở miệng tìm mẹ. Vì ai vậy? Vậy thôi à? Nếu mà để Điềm Điềm xem, chắc phải la lên, biên kịch lười quá thể. Chuyện nhà mình mà, dễ thôi. Tuy nói câu này rất tầm thường, nhưng mà em vẫn muốn nói. Vẫn là do cái nghèo hạn chế óc tưởng tượng của em vào biên kịch. Muốn mở rộng tư duy hay không? Là sao vậy? Đi gặp ba mẹ anh. Anh bỏ bước rồi đó. Em muốn bước nào? Anh nghe em hết. Em biết rõ còn hỏi. Ai nói chuyện này với anh? Anh giàu như vậy, sao còn ở nhà em trải nghiệm cuộc sống hay sao? Tiền của nhà luôn là tiền của nhà, không liên quan tới anh. Sao vậy? Chị Trương, kẻ bất tài đó là tại hạ. Đợi đã. Tên họ Trương là ai? Chồng cũ của em. Không giấu gì anh ấy còn có thân phận bí mật là nhị hoàng tử quỷ tộc, quỷ nhân đó. Quỷ? Người chết hả? Nói năng kiểu gì vậy? Nhưng mà đó là chuyện từ kiếp trước rồi. Kiếp sau anh ấy thích một người tên là Mỹ Nhân. Ai cũng biết em tên Ngu Mỹ Nhân mà. Vậy là trời định anh ấy thích em rồi. Trời định, xem ra không phải thật. Tuy là chuyện kiếp trước, nhưng mà mối tình này em sẽ mãi mãi khắc ghi. Vậy thì anh nên cảm ơn anh Trương này, cho anh cơ hội. Anh nên biết ơn suốt đời đó. Thôi không nói em nữa, nói với anh đi. Anh còn bao nhiêu bất ngờ em không biết. Nhưng lúc em vui, anh khai ra hết cho em nghe đi. Hết rồi. Anh cho em biết mọi chuyện rồi đó. Không đúng, vẫn còn một chuyện. Mau nói đi, rửa tay lắng nghe đây. Kế hoạch theo đuổi chủ không có tác dụng lắm. Không có cái nào hiệu quả. Mình dốc lòng thiết kế mà. Em biết chơi thôi, không bỏ tâm sức lắm đâu. Bỏ tâm sức vào rồi vô ích. Sỉ phả mình kìa. Bởi vì em không hề rung động. Đừng nói. Sao? Anh dùng em hả? Chuyện khi nào thế? Sao không ấn tượng gì hết?
nên mới nói chẳng sai được đó. Nếu mà anh đã thấy cái bản đó, tại sao anh vẫn điềm tĩnh như vậy được? Thực ra thì cũng không điềm tĩnh lắm đâu. Nghe em giải thích đi, anh rất bất ngờ. Không ngờ em để tâm đến anh như vậy. Anh bớt vác vàng lên mặt của mình đi, không nhận ra sự phẫn nộ trong chữ viết của em hay sao? Anh cũng thấy lạ lắm đó. Nếu như anh nhớ không nhầm, chắc anh không có thù oán gì với em. Không, anh sai rồi, lầm to. Đâu phải là không thù oán, có mà là thù hận sâu nặng đó. Đại học Hoa Quang chắc là nơi mình gặp nhau lần đầu. Bản đó gặp nhau được mấy ngày đã làm xong. Đâu thể như vậy được. Đại học Hoa Quang không phải là nơi mình gặp nhau lần đầu thật. Nhưng mà mối thù của tụi mình cũng đúng là từ Đại học Hoa Quang mà có. Không ấn tượng gì luôn đó. Đúng, không ấn tượng. Không ấn tượng chính là nguồn cơn tội lỗi. Vậy thì phải bù đắp cho em ra sao? Em mới vừa ý đây. Anh muốn biết không? Năn nỉ em đi. Giờ có thể cho anh biết lần đầu gặp nhau ở đâu rồi chứ? Hôn xong rồi em nói cho anh nghe. Cô không nên xuất hiện ở đây. Nhưng mà nhưng gì chứ? Cơ hội tốt như thế cô không tóm được, lại làm thành cho người ta hưởng. Do tôi sơ ý, không ngờ Ngô Mỹ Nhân, không ngờ công ty chi cho cô bao nhiêu tiền là để trả giá cho sai lầm của cô. Hết lần này tới lần khác hay sao? Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn là còn cách khác. Anh cho tôi thêm chút thời gian, lần này tôi sẽ làm được mà. Tiểu Phương à, mau xem Weibo. Bóc KOL giả từ trong ra ngoài trong giới. Hạ Chi, Hạ Chi không phải tiểu thư ở nước ngoài vậy hay sao? Ăn mặc chân chất thế này mù luôn rồi. Có người đã đối mặt bản thân chân thật, mà có người vẫn sống trong lời dối trá hư dinh mình bịa ra. Ôi trời, nhìn nhầm người rồi. Người thừa kế Giảng Đào xuất hiện một cách bí ẩn, lại là chuyên gia trồng gãy hoa vàng, giáo sư Trang Vũ, nổi danh giới học thuật. Nghe đồn không thể làm tốt học thuật là phải về nhà thừa kế gia sản. Anh coi bài này viết kìa, hài thật. Ngô Mỹ Nhân được lắm, không cho anh đi mà tự lén đi. Họ lên sân khấu luôn rồi, đâu thể nói là lén lút được. Cùng lắm là quang minh chính đại. Này là mê trai bỏ bạn đó. Chắc chắn cô ấy thông đồng xong với Trang Vũ rồi. Sợ anh đi cướp spotlight của Trang Vũ. Nhưng mà vẻ mặt của Tiểu Mỹ đâu giống như là giả bộ. Mà hơn nữa, thế nào là anh cướp spotlight của giáo sư Trang? Có gì nói đó thôi. Lần sau em gặp thì hỏi xem ai mới là nam thần ở trường năm xưa. Câu hỏi này hay đây. Trường ở trong phim thường thì sẽ có một sinh viên giỏi lạnh lùng và một hot boy đội sổ kèn cửa nhau. Ai đội sổ ai điểm kém. Vậy thì anh thừa nhận anh là hot boy rồi. Anh là hot boy của trường. Mau nói đi, anh làm chuyện xấu gì rồi? Năm đó CBA của anh đứng thứ ba toàn khóa. Anh là sinh viên giỏi cộng hot boy, được gắn tác độc bá một phương. Được, độc cô cầu bại. Vậy để chứng minh năng lực, anh có thể sửa bản thảo live stream cho em được hay không? Lượng tiêu thụ cả làng em trông vào lần này đó. Búp. Chỗ này không thể nhắc tới đối thủ cạnh tranh, nhắc là cạnh tranh không lành mạnh rồi.
phải sửa. Chỗ này nữa, dùng từ không chính xác lắm cũng phải sửa luôn. Được, đọc cô cậu bại tiếp đi anh. Mọi người xem Weibo hôm qua chưa? Còn cần cậu nói hay sao? Rất giao lưu bùng nổ luôn rồi. Hèn chi, cả giáo sư Trang toát ra khí chất xem tiền như cỏ rác. Thì ra thầy ấy là ngậm thìa vàng từ nhỏ đó. Khí chất không liên quan đến tiền đâu. Đó là bụng đầy chữ nghĩa thì tự khắc tỏa sáng thôi. Có thể thêm tôi vào không? Bạn là... tôi là ma cũ trong đó. Trước đây vô tình thoát nhóm. Cho bạn ấy vào chơi chung. Được được. Mà trông bạn hơi quen đó. Giáo sư Trang tới rồi. Tinh thần khá tốt. Xem ra mọi người đều có lời muốn nói. Dạ. Được. Cho mọi người cơ hội đó. Kiểm tra đột xuất. Trả lời sai trừ 5 điểm trên lớp. Đích ghi đi. Được. Bạn học này. Em sao ạ? Đây là phong đỏ. Sai. Phong Nhật Bản. Nhìn thùy lá, phong đỏ thùy sâu hơn, tới tận phần trong. Người tiếp theo. Cái này mộc. Mộc. Mộc lan. Sai. Long não. Tiếp theo. Râu má. Tầm ma. Người tiếp theo. Còn ai muốn nói nữa hay không? Xem ra bạn này muốn nói. Cái này dễ mà. Mộc lăng lai. Trông em khá lạ mặt đó. Chắc chưa tới lớp lần nào nhỉ? Em ngưỡng mộ tên của thầy mà tới. Thầy à, em trả lời đúng không? Sao nhìn ra được vậy? Thì bên cạnh có con vành khuyên Nhật Bản kìa. Xem ra em này nhận biết chim rất chuyên nghiệp. Không dám nhận, không dám nhận. Vành khuyên Nhật Bản thuộc bộ sẻ họ Vành Khuyên. Thơ nói rằng cuối xuân bắt hai nàng kiều về Đổng Tước Đài. Có Vành Khuyên rồi thì kế bên là Mộc Lan Lai còn gì. Làm bừa. Ngồi xuống. Cô gái này là ai vậy? Sao người trả lời đúng không phải là mình? Tiểu Mỹ à, sắp đến Trung Thu rồi, con và Tiểu Trang có về được không? Ở đây náo nhiệt lắm đó. Náo nhiệt thiệt luôn đó. Nè, con từ từ thôi, cẩn thận đó. Ừ, trăng chỗ mẹ tròn lắm. Tròn lắm luôn đó con. Mẹ, đó là nhớ mẹ. Con cẩn thận vào, lo treo đèn của con đi. Dạ, để con hỏi anh đấy. Không được. Tại sao mình lại thành chủ động quá vậy? Dạo này anh bận thí nghiệm. Tối không về nhà. Nhớ ăn cơm đúng giờ nha. À phải rồi, anh vẽ mấy con chim để ở phòng sách. Em xem có thích hay không.
Giả dụ mỗi lần nhớ tới em, anh đều có được một đóa hoa tươi. Vậy thì anh sẽ mãi mãi trong chơi trong bụi hoa. Bà chủ à, đến rồi hay sao? Một cô mặt trời xinh đẹp. Đi thôi, ăn cơm nào. Nhà ăn nào hả? Ăn lẩu xào cay đi. Quán Lục Giả được không? Ừ. Trong này có người, mở cửa giùm đi. Mau tới thư viện cứu em sợ quá. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ à, sao bây giờ anh mới tới đây hả? Tiểu Mỹ à, sợ à? Giáo sư Trang có đây không? Giáo sư Trang. Yên nào, giáo sư Trang không sao chứ? Yên đã nào. Yên nào, em yên chút đi. Yên nào. Giáo sư Trang không sao chứ? Yên đã nào. Tôi không sao. Đừng có đùa nữa, đừng đùa mà. Đừng đùa nữa. Có chuyện gì hả? Nhà tôi có việc, tôi về trước nha. Cậu gửi chìa khóa cho bảo vệ cổng đi, sáng mai tôi lấy. Được, cảm ơn. Được, về nha. Chơi nữa không? Giáo sư Trang, em không dám nữa đâu.
còn có lúc mà em không dám à? Mentori hay là cô giáo Ngô? Còn không đi à? Anh nói rõ rồi, đi đi. Vội gì? Tên ra dẻ. Rốt cuộc anh biết khi nào? Giờ nói được rồi chứ. Cảm ơn anh. Bây giờ nói được rồi. Kem chống nắng, quan sát tinh tường, ứng đường anh tối đen. Chỉ có bôi kem chống nắng mới thoát được một kiếp. Quý cô Mentori tên thì khá tân thời, mà nói năng lại truyền thống. Rõ ràng như vậy hay sao? Nhìn xem. Bồng chanh, loài chim trong họ xả rừng, thủy cầm loại dừa. Anh không thể nghĩ ra làm sao để không rõ ràng hơn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Mentori là em mà. Có phải nghe có cảm giác cao quý lạnh lùng xinh đẹp hờ hững hay không hả? Cao quý hờ hững không thì không biết. Ít nhất chữ đầu đúng với em. Lười. Đâu đủ chuỗi chứng cứ chứ. Thấy được cả chi tiết chân chim mà anh không phát hiện ra. Tất nhiên không phải trình độ sơ cấp rồi. Anh biết chắc phần lên mặt ghê đó. Sau đó em lên lớp. Hè thì toàn lớp kiến thức chung. Với em thì quá là căn bản. Nhưng mà có vẻ em lên lớp thật. Không phải sinh viên thì chỉ có thể là giảng viên mà thôi. Chỉ vậy thôi đó hả? Nhớ lại, chúng ta học chung trường. Chủ nhiệm Dương hướng dẫn cho em rất thân với nhóm lão Lý. Cô tìm cái diện trợ bên ngoài chưa xấu quá đi. Dù không hỏi lão Lý thì anh cũng biết, tìm trên mạng mà. Tiến sĩ Ngô, nhiều tóc phết. Đúng vậy đó, em là kiểu không cần thông minh tới hói đầu cũng học xong học vị trong truyền thuyết. Sao vậy, ngưỡng mộ em không? Chắc lão Lý ngưỡng mộ hơn đó. Bảo sao chủ nhiệm Lý được làm chủ nhiệm khoa. Đường tóc này của anh phải cố gắng thêm vài năm nữa, dâng hiến vì đại học Hoa Quang đi. Những là bạn cùng trường này giác ngộ cao, cho nên em mới biết anh từ thời đại học rồi hay sao? Không chỉ có như vậy thôi. Em bảo lên đại học Hoa Quang, anh mới cho em leo cây. Đúng đó, vẻ mặt của em giống kết thù với anh từ hồi cấp 3 hơn đó. Ai bảo anh toàn không làm mà hưởng, lấy trộm thành tích của em, lấy luôn hạng nhất toàn khóa của em. Hình như đâu phải là trộm. Đúng là không ngượng miệng mà. Bởi vì do anh, hạng nhất toàn khóa, khóa bao nhiêu năm của thiếu nữ thiên tài nhảy lớp em đây đã mất luôn. Có người được dâng cho sẵn, không biết đắc ý đổi gì. Vậy xin hỏi thiếu nữ thiên tài viết gì trong thư? Khen anh thế nào? Không nói cho anh biết đâu. Trong thư em chất vấn anh, sao cứ trộm thành tích của em hoài vậy? Nếu như em nói, anh có chịu viết một lá cho em hay không? Mấy lá đều được. Thật sao? Viết tới khi tay của anh run không cầm nổi bút.
viết tới khi mắt của em Hoa không nhìn rõ chữ. Đảm bảo. Đảm bảo. Được thôi, nếu đã như vậy rồi, em sẽ mở lòng từ bi nói cho anh biết. Trong thư em viết, em tên Ngô Mỹ Nhân, thực ra đã biết anh từ lâu rồi. Sau khi quan sát chưa toàn diện một thời gian, thế anh miễn cưỡng cũng xứng với em đó. Nhưng mà không rõ tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh, cho nên có thể gặp mặt trước. Nếu như có hứng thú thì phát triển tiếp. Cười gì chứ, chuyện này nghiêm túc lắm luôn đó. Từ bước này nhảy thẳng tới kế hoạch theo đuổi Vũ. Không hổ là thiếu niên thiên tài nhảy lớp nha. Không được cười nhạo em. Tình cảm sâu nặng kia sao dám giận chứ. Vậy sao em lại cho rằng anh nhận lời hẹn của em? Không trả lại thư có nghĩa là anh ngầm đồng ý rồi còn gì. Vậy bây giờ anh nói ra được chưa? Nói gì chứ? Tiêu chuẩn chọn bạn gái. Không thì sao em biết có hợp với anh hay không? Em hỏi lúc đó hay là bây giờ? Nói về lúc đó trước đi. Nghĩ kỹ rồi hẳn nói nha. Không có. Là sao hả? Trước đây anh nghĩ rằng trong cuộc đời có hạn này, không cần phải tốn quá nhiều thời gian và sức lực để tìm cái gọi là bạn đời. Đã không muốn tìm rồi thì sẽ không đặt tiêu chuẩn gì hết. Vậy bây giờ vẫn không có hay sao? Có. Là gì vậy? Em. Em mặc kệ, anh vẫn phải đền cho em đó. Đền gì? Hạng nhất toàn khóa của em. Em muốn đền sao đây? Tất nhiên là phải chịu ngu thức quyền pháp của em trước rồi. Hạnh phúc quá đi. Nghe chuyện của hai người giống như tự mình yêu đương vậy đó. Gì mà giống như tự mình yêu đương? Ngoan, ví von thôi à. Ừ, bọn mình sắp đến rồi. Vậy thì chờ hai người làm xong rồi tính nha. Live stream của mình tăng có mấy fan đâu. Đâu so được với đôi chân dài của cậu chứ. Được, gặp mặt rồi nói sao. Một buổi live stream tăng mấy chục ngàn follow. Xem ra tới lúc anh tái xuất giang hồ để tạo nên nữ thần đồng quê mới rồi. Không cần đâu, em đâu giỏi bằng Tiểu Mỹ chứ. Mấy chị khéo léo em không có làm được đâu. Với lại em chỉ mong giúp mọi người bán được hoa quả là em mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa chị Linda quản lý tinh cận tốt như vậy, anh đừng có xen vô. Cũng đúng, dù sao bây giờ anh đã có thân phận mới, bận không xuể rồi. Là gì? Bạn trai đi học cùng đại học Hoa Quang. Lớp bồi dưỡng MC phát thanh đại học Hoa Quang. Sao anh lại biết em muốn? Cả cái này mà anh cũng không nhận ra thì sao xứng là bạn trai chứ. Em yên tâm đi, em lo cố gắng hết sức. Bà có anh chăm sóc rồi. À, còn cái này nữa nè, xem như quà khai giảng của em. Lần này không thể không nhận nha. Không công không nhận lộc. Em chịu tha thứ cho anh, còn chịu là bạn gái của anh nữa. Đây là công lao lớn nhất rồi. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Em đâu vì... Đúng, em nói đúng hết đó. Đó chỉ là lời khuyên nho nhỏ của anh thôi. Em coi sau này đi học, nghe rõ lời giáo viên giảng thì tốt hơn mà. Dù sao ước mơ có được không dễ đâu. Mình phải cố mà đến gần nó. Anh tôn trọng em tuyệt đối. Tuyệt đối không nói câu phải trả bằng cả đời gì đó. Em muốn hay không đều là do em chọn hết. Anh hoàn toàn tôn trọng mà. Cảm ơn anh. Bạn trai nên làm thôi mà. Anh chỉ nghĩ bên này cũng cần được hôn nữa. Đợi đã.
Anh bảo sau này chỉ là bạn trai của mình em thôi, không làm bạn của phụ nữ nữa hay sao? Chuyện này anh phải đính chính nha. Bạn của phụ nữ không phải anh tự xưng, là do con mắt sáng suốt của quần chúng chọn thôi. Cơ mà sau này anh là của mình em rồi, nghe em hết hay sao? Nếu đã như vậy thì cùng nhau bọc túi nho đi. Bọc túi đâu thành vấn đề, nhưng mà trước khi bọc, hôn một cái nha. Từ lâu đã nghe nói bạn trai của Điềm Điềm rất giỏi rồi, thì ra là ông chủ Cận đây. Nhìn gần ông chủ Cận đẹp trai quá đi. Chuyện bọc túi sao người thành phố biết làm chứ? Đúng vậy đó, chúng tôi phụ cho. Cảm ơn cô, để cháu làm được rồi. Để cháu, cô gì gọi là chị thôi. Chị thôi nha, chị. Nhìn gần ông chủ Cận trẻ quá, khôi ngô thật đó. Còn trẻ thế này mà đã có sự nghiệp to như vậy rồi. Điềm Điềm, cố gắng đi, cố lên. Cô gái tốt như Điềm Điềm, cậu thật có mắt nhìn. Sau này nhớ đến làng của tôi đầu tư nha. Nhớ đó, nhớ đầu tư nha, nhất định nhất định. Hai đứa về là được rồi, còn đem lắm đồ thế làm gì không biết nữa. Không không, không đem gì càng tốt. Nhiều vậy, mẹ mau giơ tay ra hốt đi. Đừng có ngại nữa mà. Cô chú ăn lễ vui vẻ nha. Xem kìa, hai đứa phấn đấu ở thành phố lớn không dễ dàng gì. Ở nhà gì cũng có, mà còn mua nhiều quá vậy. Coi kìa, còn nữa hay sao? Ôi trời, con coi Tiểu Trang là giảng viên, còn con công việc bấp bênh không ổn định, tiền phải xài đúng chỗ nghe chưa? Đừng có tiêu bừa cho ba mẹ nữa. Nhớ chưa, đừng có tiêu tiền nữa con ơi. Cô à, cô coi có thích cái này hay không? Cho cô hay sao? Khăn lụa nhìn là biết giải tốt rồi, phải mấy trăm mấy nhỉ? Hơn ấy chứ. Ông coi tôi tối ngày chạy tới chạy lui trong làng, đeo cho ai xem chứ? Thì cho hội chị em dựa của mẹ đó, cho họ xem đội trưởng đẹp thế nào. Vậy sao? Đẹp không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Sau này con khuyên Tiểu Trang đừng có phung phí tiền cho ba mẹ nữa. Cũng hết cách, đây là tác phong nhà anh ấy rồi. Quen là được rồi, không cản nổi đâu. Lần đầu chính thức ghé thăm thì vẫn phải đầy đủ lễ nghĩa. Ừ, Tiểu Trang khách sáo quá đi, dọn cả nhà tới luôn phải không? Nhìn là biết, lễ nghĩa của nhà to giàu có. Đúng rồi, to hay sao? Cũng tạm thôi, không to lắm. Làm ăn nhỏ thôi mà. Nhà cháu làm gì vậy? Kiểu đồ ăn à? Bình thường khá bận. Ừ, vậy chuyển lời hỏi thăm giúp cô chú nha. Chào mừng họ đến làng Thanh Thủy mọi lúc. Dạ, cháu nhất định chuyển lời. Tốt quá đi, đừng có đứng đây nữa, nắng gắt lắm. Mau vào nhà đi, chú pha trà xong rồi. Đi, vào nhà, vào nhà. Ba con cầm cho, đúng là cả nhà vui vẻ hòa thuận ấm áp ghê đó. Cô đây là Cẩu Phi. Ngô mỹ nhân, tôi biết ngay là cô mà. Gì mà là tôi? Làm bộ đáng thương, làm bộ ngu ngơ, làm bộ thanh cao. Tôi không có bằng cô, tôi thua rồi. Cô bé, mặt mũi có thể sửa bừa, nhưng mà không được nói bừa nghe chưa. Hôm nay homestay không mở cửa đón khách, xong vào nhà dân phải chịu trách nhiệm pháp luật đó. Ngô mỹ nhân, không phải xưng là nữ giới độc lập mới hay sao? Sao vậy? Chỉ biết trốn sau lưng đàn ông giả vờ yếu đuối. Có tởm hay không? Chị tôn trọng chị tôi chút đi. Được rồi. Mọi người tránh mặt lát đi, để em tự nói với cô ta được rồi. Em được không? Được. Vậy thôi, vào nhà đi. Có gì gọi ba nghe nha. Không sao, vào đi mà. Mình vào uống trà đi. Sợ người khác biết chuyện xấu của mình làm hay sao? Tôi sợ đông người bắt nạt cô đó em gái. Bớt khua môi múa mép. Là cô làm đúng không? Bình tĩnh thêm chút đi. Chó cắn tôi một phát, chả lẽ tôi đi cắn lại hay sao? Chó không sợ đau, tôi còn sợ dính lông đầy miệng kìa. Cô biết, lấy ảnh cấp 2 ra phốt, cộng thêm bên mua bài là Tinh Phất. Chắc tôi không may tới mức có hai người bạn cấp 2 ở Tinh Phất nhỉ? Vậy sao cô, sao lại không nắm đầu cô ra gào rống chứ gì? Tôi đã có được nhiều rồi, không cần so đo cái khác nữa. Ngô mỹ nhân,
Đó là điểm khác nhau của tôi với cô đó. Cô quá giả tạo. Tôi đã làm thì tôi nhận. Chuyện cô làm thì ngụy biện đủ điều. Sao vậy? Thầy hướng dẫn bảo em đăng luận văn. Lúc em tra tài liệu thì xem được một bài không những rất phù hợp mà cả bài còn viết rất hay nữa. Càng xem càng giống bài gốc trước đây em từng đăng, làm em rất là căng thẳng luôn đó. Không hiểu sao lúc đó em qua được hệ thống kiểm tra. Nếu bị tóm thì quỹ học gì mất. Sau đó thì sao? Sau đó kéo lên. Đúng là em viết thật. Anh coi trí nhớ của em đi. Định đăng ở đâu? BNAS. Danh mục 1. Đúng đó. Khó đó. Anh cũng thấy vậy hay sao? Một năm anh đăng được có 2 bài thôi.